sinh ra và lớn lên trên dải đất miền Trung, nên đối với chị Phạm Thu Hằng, dù có đi đâu xa quê hương thì chị cũng không thể quên hương vị cũng như cách chế biến những món ăn dân dã của quê hương mình. Đối với chị, Tết là cơ hội để gia đình đoàn viên bên nhau và Tết cũng là dịp để thêm một lần được thưởng thức hương vị quê nhà. Món chè kê thì phù hợp với thời điểm là Tết trong năm, các dịp lễ Tết thì sau khi họ thu hoạch kê thì là lựa chọn những cái loại kê mà có hạt đều nhau ấy, mà lấy tươi mới thì là làm cho kê, làm cho cái nồi chè nó sẽ trở nên ngon hơn. Tôi cũng không biết là cái truyền thống là cúng chè kê là ở Nghệ An là nó bắt nguồn như lý do như nào, nhưng mà theo mọi người để lại ấy, thì là chè kê tức là để nấu thì là để hy vọng là sang một năm mới là có một mùa bội thu hơn, thì cảm ơn trời đất là hy vọng là mưa thuận gió hòa năm mới. Thì cũng như các cái địa phương khác ấy, thì là mỗi nơi có một cái đặc trưng, thì ở miền Trung thì là có kê là kiểu món chính như ngày xưa, cùng với lại có cả mật mía, đây là thì là có gừng, thì tạo lên một cái nét riêng của văn hóa miền Trung. Nếu như người miền Bắc có món chè kho và chè con ong để cúng gia tiên vào những dịp lễ Tết, thì người miền Trung lại có món chè kê được nấu trước giao thừa. Thuộc những món ăn ngọt dùng trong những ngày Tết Nguyên Đán, chè kê còn được coi như một món đặc sản mang đậm hương vị đồng quê xứ Nghệ. Bên cạnh đó, món chè kê cũng được coi là một trong những món ăn, đồng thời cũng là một bài thuốc giúp bổ tỳ vị. Do đó, chè kê đặc biệt tốt cho những người mà tỳ vị hư hàn. Hạt kê thì nó có nguồn gốc từ Ấn Độ và nó có chứa rất nhiều các thành phần có lợi cho sức khỏe. Trong hạt kê thì có chứa rất nhiều các axit amin và chất khoáng, chất sắt và silic. Đặc biệt là có chứa rất nhiều các protein, có rất nhiều hơn trong các loại ngũ cốc thông thường. Và đặc biệt thì trong hạt kê thì nó có một chứa một cái hàm lượng vitamin rất cao, đó là vitamin A và vitamin E. Trong hạt kê thì cái hàm lượng B1 và B2 nó có cao hơn gấp 1 đến 1,5 lần so với gạo. Mà khi nấu thì thường là các bà các mẹ nên hãy nấu nhiều nước hơn một chút thì nó sẽ có tác dụng rất tốt cho bệnh về tiêu hóa. Và trong hạt kê thì có chứa một thành phần quan trọng, đó là một nguyên tố vi lượng có tên là methionine. Một cái thành phần này nó làm cho tác dụng tốt cho linh hệ tim mạch và đặc biệt là làm đẹp da cho phụ nữ cũng như đàn ông. Và trong hạt kê thì ở dân gian có sử dụng rất nhiều các hình thức để chăm sóc sức khỏe cũng như để hỗ trợ chữa bệnh. Theo các chuyên gia dinh dưỡng của Việt Nam cũng như nghiên cứu của các nhà khoa học tại Viện Dinh dưỡng Ấn Độ, Trung Quốc và Nhật Bản đã chứng minh rằng ngoài công dụng giúp giảm đau dạ dày thì hạt kê còn có tác dụng làm mát cơ thể, giúp đẹp da, ngừa sỏi thận, tiểu đường và giảm đau. Kê còn giúp làm sạch miệng do trong kê hàm chứa lượng clo cao, giúp làm chậm quá trình sinh sôi nảy nở của các loài vi khuẩn trong khoang miệng. Bên cạnh đó, hạt kê do giàu axit amin và silic nên giúp các thai phụ ngừa sảy thai và chống lại tình trạng nôn ọe thai kỳ. Khi mà ứng dụng trong y học cổ truyền để điều trị thì có rất nhiều chứng bệnh được hiệu quả rất cao. Ví dụ như chứng bệnh về suy nhược thần kinh, đó là căng thẳng, các stress. Thứ hai, đó là về căn bệnh về suy nhược cơ thể. Tác dụng của hạt kê đó là bồi bổ cơ thể rất tốt và làm mát cơ thể rất tốt. Tác dụng thứ ba, đó là tác dụng về điều trị về đau dạ dày, làm giảm các cơn co thắt của dạ dày. Tác dụng thứ tư, đó là các bệnh về ngoài da, đặc biệt đó là các bệnh về nấm. Trong dân gian đã dùng rất nhiều trong các cái hỗ trợ về nấm trong hạt kê.
Và kê khi được xay nhuyễn để làm bánh sẽ rất tốt cho răng miệng của trẻ nhỏ cũng như làn da của phụ nữ. Trong hạt kê thì ngoài cái tác dụng về ổn định chức năng về tiêu hóa, nó lại còn có tác dụng về làm giảm cái chứng bệnh tiêu chảy. Chính vì hạt kê nó là một thứ thực dưỡng hầu như an toàn trên tất cả mọi người. Có rất nhiều cái tác dụng về hỗ trợ điều trị bệnh của hạt kê. Chính vì vậy những cái nhóm người mà cần phải cẩn thận khi ăn hạt kê này thì tương đối là hầu như là không xảy ra. Bởi vì hạt kê nó được đánh giá là một thứ thực dưỡng bổ, béo và mát và ăn lành và không có độc. Có thể nói, hạt kê là loài ngũ cốc nhỏ bé nhất. Tuy nhiên, chúng lại chứa rất nhiều các vitamin cần thiết cho cơ thể. Đặc biệt, với tác dụng bồi bổ cơ thể và chữa bệnh, hạt kê cũng là loài hạt lành tính đối với tất cả mọi người. Nếu như người Việt Nam có món chè kê, cháo kê hay bánh đa kê mang đậm hương vị đặc trưng của vùng miền, thì từ lâu các quốc gia trên thế giới cũng đã sử dụng hạt kê để sáng tạo ra những món ăn hấp dẫn, thơm ngon và bổ dưỡng. Và món bánh Camalon là một trong những món ăn như thế. Không cầu kỳ trong các nguyên liệu chế biến, hạt kê đầu tiên sẽ được xay khô sao cho tơi mịn, sau đó được trộn đều với lòng trắng trứng đánh bông và đường rồi đem nướng, sẽ nhanh chóng cho ra lò những chiếc bánh kê giòn thơm ngọt ngào. Đây là macaron xuất xứ từ Pháp, bánh này khá phổ biến ở Nhật. Bánh này được sử dụng làm bánh tráng miệng. Khi thời tiết giao mùa, khi đất trời chuyển giao năm cũ và năm mới, trong không khí của đêm giao thừa ấm cúng bên gia đình, người thân, được thưởng thức một bát chè kê ấm nóng đầm đà của mật mía, thơm sực của vị hương, thì quả là một điều ý nghĩa. Và khi kết hợp với các thành phần làm ấm, làm nóng, ví dụ như gừng ở trong chè và một chút mật hoặc là đường, tạo nên một thứ thức ăn rất ấm và bổ và mát ở trong những ngày cuối đông và đầu xuân, tạo nên một trạng thái khỏe khoắn cho dạ dày. Chính vì vậy mà nó làm cho cơ thể cảm thấy dễ chịu và ngủ ngon hơn và làm da đẹp hơn, đặc biệt là trong ngày xuân. Chính vì vậy đây là một cái món ăn mà tôi nghĩ rằng là không phải những người dân ở Hà Tĩnh, nhưng nó xuất phát từ những người dân có những cái truyền thống về các món ăn ở quê hương, tức là món ăn đặc sản. Và cũng mong rằng là món ăn này được phổ biến, được đến với nhiều người, nhiều cộng đồng trên cả đất nước Việt Nam. Thời kỳ phát triển của đất nước ta hiện nay, thì trong cơn bão của bão dịch,
tăng huyết áp, đái tháo đường và bệnh gút, thì ăn chất kê, ăn hạt kê làm một cái thứ như một cái bảo dưỡng, một cái biểu bối để phòng chống bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường, béo phì, gút và rối loạn lipid máu. Bởi vì hạt kê có giàu axit amin, giàu vitamin nhóm B và có nhiều chất xơ. Và hiện nay thì kê vẫn còn đang nuôi sống hàng triệu người ở Ấn Độ, ở Trung Quốc, ở Ethiopia hoặc là Nigeria và một số nước ở Cộng hòa Liên Xô cũ. Ở những nước phát triển như Nhật và Hàn Quốc thì kê lại là thứ được ưa thích để làm những bánh ngọt ăn hàng ngày. Và ngay trong bữa cơm hàng ngày thì người Nhật và người Hàn Quốc cũng thường trộn thêm với gạo khoảng 10-20% để làm món ăn chống béo, tăng chất xơ và ăn ngon miệng. Thơm ngon, bổ dưỡng, đặc biệt có thể kết hợp được với nhiều thực phẩm khác nhau để tạo nên những món ăn Âu Á phù hợp với khẩu vị của mọi lứa tuổi. Nhưng kê cũng có những mặt hạn chế của nó. Do chứa ít năng lượng nên nếu chúng ta sử dụng kê thường xuyên sẽ không cung cấp đủ năng lượng cần có trong một ngày. Do đó, cần ăn kèm kê với những thực phẩm khác để giúp cơ thể nhận đủ dưỡng chất cần thiết. Đối với cả những người mà có bị bệnh đường tiêu hóa, ví dụ như viêm dạ dày cấp, viêm dạ dày mãn, loét dạ dày hành tá tràng, hoặc là giãn tĩnh mạch thực quản, hoặc là xơ gan, thì cái quá trình hấp thu nhiều chất xơ không tốt cho cái hệ tiêu hóa. Kê không nên dùng nhiều cho những thanh thiếu niên đang độ tuổi phát triển, vì dù sao kê cũng không phải thuộc loại giàu năng lượng và giàu các cái sinh tố so với các thức ăn khác. Đối với những người suy giảm miễn dịch hoặc có hệ miễn dịch kém thì cũng không nên ăn kê nhiều. Những người lao động nặng thì kê cũng không cung cấp đủ các năng lượng cần thiết cho những người lao động nặng. Và những người thiếu những khoáng chất nặng như là thiếu canxi, thiếu sắt, những người thiếu máu, loãng xương thì cái nguồn cung cấp của khoáng chất của kê cũng không đầy đủ được. Nhất là trẻ em. Những người trẻ em mà có suy dinh dưỡng thì cũng không nên ăn.